Hiện nay chúng tôi đang ở tại Hồ Núi Cốc. Rất là mọi người rất là phấn khởi, mặc dù là bữa trưa chúng tôi cũng vừa ăn xong. Nhưng mà phải nói là mọi người cũng rất là hào hứng để đi. Hiện nay là tầm này là khoảng 1 giờ. 1 giờ chiều. Chúng tôi đang chuẩn bị lên con thuyền 5 sao. Chúng tôi bắt đầu ra khơi. Đây là các tài xế. Năm nay mới có 30 tuổi. Mọi người sau khi ăn xong rất là tươi, nhất là cô này, cô Hoài này, đấy, tươi tỉnh lắm. Lúc đấy chưa được ăn thì nó vào mặt héo héo. Và đây là cô chị của cô ta, không kém phần long trọng, rất là tươi. Mọi người có biết đây là ai không? Đây là một lão Phật gia. Đây độ một cái lòn, lòn rách. Cái khăn này là người nhà người ta để cho chó nằm. Là ông túm lấy ông đội lên đầu, nhưng mà đang cũng sao chăng nữa ông rất là mát đúng không? Đấy. Đây cũng là một tài xế tay cứng này, chuyên qua nhà tour Huế và Quảng Bình. Hôm nay cũng là nhân dịp ngày gia đình Việt Nam. Đây là đại diện cho 4 gia đình. Đấy, đây là đại diện cho 4 gia đình. Hôm nay chúng tôi đang có mặt ở Hồ Núi Cốc để đi tham quan dưới hồ nước, để tạo lên một cái cảm xúc. Mà cái dự định hôm qua hai cô này là trong ngày hôm qua là không có đi, nhưng mà cuối cùng bây giờ vẫn có mặt ở tại Hồ Núi Cốc. 8 giờ sáng nay bắt đầu. Ở ngoài kia là một cái ngôi nhà nổi để mọi người ở đấy để đánh bắt cá. Đây là ngọn núi. Đây là thuyền ta ra khơi đang rẽ sóng đây. Thuyền ta ra khơi như chân mây ưng hồng. Thuyền ta ra khơi có ngại chi mưa nắng ở hồ. Chúng tôi đang đi trên một con thuyền 4 sao. Đây là con thuyền 4 sao có cả rèm này. Đấy, phủ rèm. Đấy, đầy đủ cả rèm như này để che mát cho khách, quý khách. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người rất là phấn khởi. Hello. Hồ này rất là rộng, rất là sâu. Cá rất là to. Đấy, cảnh rất là đẹp. Tôi đã quay qua có khi là cái phao bơi, phao cứu hộ. Xin chào tất cả mọi người. Tôi đang ở dưới lòng hồ Núi Cốc. Với độ sâu Núi Cốc tại chỗ này là khoảng 30 mét. Sâu 30 mét. Nước mát lạnh. Hiện nay chúng tôi đang ngồi ở trên giữa lòng hồ đây. Phải nói là không khí ở đây thì là rất là tuyệt vời. Nên là rất mong mỏi là tất cả mọi người, khi mọi người đến đây lên đến tại Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên để đi tham quan. Ngoài đi biển ra chúng ta cũng nên đi núi, bởi vì ở trên này rất là mát mẻ, không khí ôn hòa. Nhất là những người nào mà hay bị viêm họng, hay bị viêm xoang và thì cũng lên trên này, chúng ta chữa bằng cái không khí thời tiết ở trên này rất là tuyệt vời. Đấy, xin cảm ơn tất cả mọi người lên đi tham quan Hồ Núi Cốc Thái Nguyên. Ôi trời tôi, tối nay tôi về đây là em tôi. Tôi cứ lôi ông ấy ra để ông chịu cho. Lúc sáng lúc sáng gọi điện thoại đi. Không ơi lên ơi. Nhưng bây giờ giọng của em tôi đã trong trẻo rồi. Bắt tay em đấy, bắt tay đấy. Rồi đây. Đấy. Anh đã bảo rồi, lên đây thời tiết trong lành em chỉ hít sâu, hít thở sâu, hít thở đều. Đấy. Đấy. Đấy.
còn mặt đẹp là do em. Đấy, uống hơi lên này là tuyệt vời rồi. Ok. Đấy. Chúng tôi đang chuẩn bị đi vào tới đảo Văn Hóa ở tại Hồ Núi Cốc. Cái đảo này, trong đảo này là có cả người sinh sống ở đây. Đấy. Mời quý vị và các bạn là chuẩn bị lên trên đảo. Nào, xin mời mọi người lên đảo. Đảo này có cả nhà cổ, đảo Văn Hóa có cả nhà cổ nhá. Cho lên đi, cho lên túi đi, cho lên vai đi để có đồ trong đấy để mang đi. Để sử dụng đấy, đồ để sử dụng. Đây cũng là một cái ngôi nhà cổ của khu đảo Văn Hóa đây. Đây là người Thái Nguyên gốc. Đây là những cái thuốc quý ở tại đảo Văn Hóa đây. Ở Hồ Núi Cốc. Đây là bà chủ. Bà chủ năm nay mới có 25 tuổi. Ô, chào mọi người kìa, sao đi đâu thế? Đấy, đây là một cái cảnh cây lộc vừng hàng trăm năm ở tại Hồ Núi Cốc trên đảo Văn Hóa. Mày quay thế này. Đấy, cây lộc vừng tán rất là rộng. Tán rất là rộng. Máy của anh ấy đang quay, anh lại dừng lại được. Đúng rồi, máy tôi đang quay lại dừng được. Máy tôi đang không làm thế được. Chúng tôi đã đi hơn 100 bậc lên trên này. Mỏi quá. Và đây là một ngôi đình cổ. Mái đình cổ. Đây là ngôi mộ. Đây là nhà sàn cổ đã được tu bổ. Đây là ngôi đình cổ mấy trăm năm ở tại giữa đảo Văn Hóa. Đây là con ngựa bằng đất lung, cũng có từ thời ngày xưa. Đây, bằng đất lung. Bên kia thì hỏng rồi. Đây, đối diện bên này là cũng là một ngựa nữa, nhưng mà ngựa này bị hỏng do thời gian, bây giờ mất hết cả rồi, giờ còn cái mình thôi. Đây là những cái nét chạm khắc cũng thủ công ngày xưa, cũng vô cùng là tinh xảo. Nếu như mà ngôi đình này cũng có từ cái thời ngôi đình đình Bảng mà được xây dựng được hơn 300 năm nay rồi, từ năm 1930. 1000 đúng rồi, đình đình Bảng là được xây dựng từ năm 1730. Thì tôi nghĩ là cái ngôi đình này cũng có nét kiến trúc cũng gần giống ngôi đình đình Bảng. Ngôi đình này nếu mà ước tính, ở đây không có lời giới thiệu, nhưng tôi cũng nghĩ là ngôi đình này nó khoảng cũng phải quãng độ ngoài 200 năm mà. Đây có lẽ là một ngôi nhà cổ thì đúng hơn. Đây hình thể một ngôi nhà cổ, chắc là có một cái vị quan tước từ ngày xưa đã xây dựng ở giữa hòn đảo này. Đây là một hình ảnh một bức phù điêu. Các hoạt động. Đây là vị quan này. Tiếp theo đây là cái hình ảnh người dân đánh bắt thú rừng. Đây là người dân đã ngự trị hổ. Đây là vác hiêu lai. Đây là các em tôi đang đi xuống đây. Đấy. Cảm thấy là đi xuống là thấy nhàn hơn đi lên nhỉ. Em tưởng anh chụp ảnh quá rồi anh để quay. Rồi, em ơi, rút leo. Rồi. Chúng tôi tạm biệt khu đảo Văn Hóa để chúng tôi đi sang tiếp một con đảo nữa. Thuyền của chúng tôi đang dần di chuyển đến đảo Hoa. Một ngôi đảo đối diện với lại ngôi đảo vừa nãy, đó là đảo Văn Hóa. Vừa nãy chúng tôi vừa tham quan xong, giờ chúng tôi đến đảo Hoa. Chúng tôi đang bắt đầu di chuyển đến đảo Hoa ở tại Hồ Núi Cốc. Xin mời quý khách khẩn trương lên đảo, cẩn thận không ngã, không ai vớt đâu. Đây cảnh ở đây, đây là nhà tư nhân người ta đầu tư để xây dựng hoa ở đây, trồng hoa ở đây, cho nên người ta gọi là đảo Hoa. Thằng này đi nhanh lên. Đây là cây hoa sim ấy.
những lụ hoa chưa nở, đang chuẩn bị nở thành hoa. Hoa bên cạnh đó là hoa cúc vàng. Ở đây mà mọi người tổ chức chụp ảnh cưới ở trên hòn đảo này rất là tuyệt vời. Vé vào hòn đảo này mỗi một người là khoảng 30.000 đồng một người. Trên đỉnh đồi này, mặc dù trời rất là nắng nhưng mà không khí rất là mát. Đây là logo đảo hoa, một rừng hoa, hoa màu gà. Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn thấy hoa màu gà. Và tôi cũng xin tạm dừng cái clip ở đây. Xin chào tất cả mọi người.